Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có hàng chục nghìn tấn chuối xuất sang nước bạn Trung Quốc đã giúp cho người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ có thu nhập ổn định và giải quyết được việc làm tại chỗ cho lao động dồi dư. Tuy nhiên thì hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía bạn đã tạm dừng thu mua chuối quả hoặc có thu mua nhưng thất thường và giá thấp. Do vậy mà hiện nay người dân không mấy mặn mà với việc chăm sóc và thu hoạch. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên tại địa bàn. Nếu như trước đây nhiều gia đình trên địa bàn huyện Phong Thổ có thu nhập khá từ việc trồng chuối và cũng có nhiều gia đình thoát nghèo nhờ trồng chuối. Nhưng sau khi có đại dịch Covid-19 thì giá chuối được thu mua bấp bênh, các thương lái thu mua với số lượng hạn chế. Trước tình hình đó, nhiều hộ gia đình đã bỏ mặc không chăm sóc, cũng không chặt chuối về mà để tự chín rụng tại vườn. Nhà tôi thì có một hát này mà chuối nó rẻ quá thì là không đi chặt. Giờ thì chuối quả đẹp thì cũng được 2 đùng, quả xấu thì được một đùng, và bình thường có được 5 hào thôi. Có người thì vẫn mang về bán, nhưng mà có người thì không bán thì chín tại nương luôn. Chuối giờ không bán được thì gia đình mang về cho lợn cho gà ăn. Nói chung là nhà tôi thì trồng được hơn 1.000 gốc chuối, nhưng mà từ hồi có dịch Covid là không có ai đến thu mua. Tức là chuối bây giờ không có ai đến thu mua thì để lại cho lợn gà. Mình có cái mong muốn gì? Mong muốn của tôi thì muốn gọi là cho qua cái dịch Covid này đi để bà con làm ăn lại, để buôn bán chuối cho nó dễ hơn. Hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ có gần 4.000 hectare chuối, mỗi năm thu hoạch trên 50.000 tấn quả chuối tươi. Từ đầu năm đến nay mới xuất bán được trên 20.000 tấn. Số còn lại chưa có nơi tiêu thụ. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài thì trên 50.000 tấn quả chuối tươi không biết sẽ đi đâu về đâu. Và người trồng chuối sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, hiện nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tham mưu cho huyện vận động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện, đầu tư dây chuyền làm các sản phẩm từ chuối như nấu rượu, chuối sấy khô, sản xuất tơ sợi từ thân chuối khô. Trước cái tình hình dịch Covid kéo dài thì để đảm bảo cái công tác tiêu thụ nông sản trong thời gian tới thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng tham mưu cho Ban nhân huyện Phong Thổ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức liên kết bao tiêu các sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm chuối và một số các loại mặt hàng như là mía và một số loại cây dược liệu. Ngoài ra thì tiếp tục kêu gọi vận động các doanh nghiệp vào đầu tư liên kết để bao tiêu một số cái sản phẩm phụ từ đặc biệt là từ cây chuối để đảm bảo được cái việc tăng thu nhập cho bà con trong thời gian dịch bệnh Covid. Việc xuất khẩu thì nó liên quan đến cái yếu tố nước ngoài. Hiện nay thì chúng tôi đã có cái việc trao đổi trực tuyến với lại phía huyện Kim Bình Trung Quốc, và chúng tôi đặt rõ vấn đề là trong cái điều kiện dịch bệnh này thì các bạn cũng phải có tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Phong Thổ nói riêng. Một số mặt hàng chủ đạo của chúng tôi là chuối, mía và một số cái nội dung khác thì cũng đã được đề cập trong cái biên bản ghi nhớ giữa hai huyện Kim Bình của Trung Quốc và Phong Thổ của Việt Nam. Cái thứ hai là đối với cái nhà thu mua trên địa bàn huyện ấy, thì chúng tôi cũng đặt ra là tiếp tục thu mua cho bà con nhân dân và bằng một cái kênh xuất khẩu khác để tạo thuận lợi cho bà con. Hiện nay trên địa bàn huyện cũng manh nhà có đơn vị thu mua quả chuối cho người dân và đầu tư dây chuyền để sản xuất rượu chuối. Hy vọng với những giải pháp mà huyện đưa ra sẽ nhanh chóng giải quyết được bài toán khó khăn về tiêu thụ chuối nói riêng và nông sản khác nói chung cho người dân trên địa bàn huyện.